Văn tư tu. Đọc hoặc nghe để hiểu. Tư duy sự việc xem có hợp hay không và thực hành. Ba phương pháp này không chỉ áp dụng trong tu học. Văn tư tu áp dụng trong mọi đời sống của con người. Hiểu được cách vận hành của tâm trí, ta tư duy có phương pháp để thay đổi nghiệp. Nghiệp hết phước sẽ đến. Khải Toàn dành ít thời gian ghi âm lại chủ đề A Lại Gia Thức cúng dường chư vị thiện duyên trên con đường khai mở trí tuệ bát nhã. A Lại Gia Thức, tạng thức, thức chủ tể, thức thứ 8, cùng một tên gọi trong nhà Phật, phương Tây có thể gọi là linh hồn. A Lại Gia Thức. A Lại Gia là âm của tiếng Phạn Alaya, có nghĩa là cái kho mà danh từ Hán Việt gọi là tàn hoặc là tạng. Tất cả mọi chủng tử không phân biệt thiện ác tốt xấu, sanh tử và niết bàn, mê ngộ và khổ vui, ngay cả vô ký đều được chứa đựng trong tàng thức này. A Lại Gia Thức có khả năng tiếp nhận, duy trì và làm các hạt giống chủng tử tăng trưởng, chuyển biến cho đến khi đầy đủ nhân duyên thuần thục, chín mùi thì mới được đi tái sanh vào những thế giới thích hợp với căn nghiệp của mình. Tùy theo nghiệp lực mỗi chúng sinh mà được thọ sanh vào trong lục đạo hoặc sanh về cõi trời trong những cõi sắc giới và vô sắc giới. Nếu nhân trong A Lại Gia Thức chứa nhiều chủng tử thiện thì khi đầy đủ nhân duyên chín mùi thì sẽ chuyển biến và hiện khởi ra quả báo là người hay là trời. Ngược lại, nếu chứa nhiều chủng tử bất thiện thì sẽ hiện khởi ra quả báo trong ba đường ác là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Vì các sự huân tập và chuyển biến trong A Lại Gia Thức thật tiềm ẩn và vi tế, nên người chưa đắc đạo không thể biết được mình sẽ thọ thân làm loài gì và ở trong quốc độ nào. Thức thứ 8 này cũng còn được gọi là A Đà Na Thức. Vậy cái tên này xuất xứ từ đâu? Trong kinh Giải Thâm Mật có bài tụng rằng: A Đà Na Thức thậm thâm tế, tập khí chủng tử như bộc lưu, ngã ư phàm ngu bất khai diễn, khủng bỉ phân biệt chấp vi ngã. Dịch là: thức A Đà Na rất thậm thâm và tế nhị, các tập khí chủng tử của nó sinh diệt như dòng nước thác. Ta, tức là Phật, đối với chúng phàm phu và nhị thừa không nói thức này, vì sợ chúng phân biệt chấp làm ngã. Thức này là căn bản của chân và vọng, vì thế thánh hay phàm đều nương ở nơi đây. Do đó, thức A Đà Na rất thâm sâu và tế nhị. Nó chứa các tập khí của chủng tử từ vô thủy đến nay. Nó làm chủ giữ gìn báo thân của hữu tình chúng sinh sống trong một thời kỳ, cũng như dòng thác nước ở xa thấy như điềm tịnh mà kỳ thật nó chảy rất mau. Chẳng những chúng phàm phu không biết mà ngay cả hàng tiểu thừa thanh văn cũng mê lầm thức này. Đức Phật đối với hai hạng này chẳng hề giảng nói đến thức A Đà Na, vì sợ họ mê lầm chấp làm ngã. A Đà Na thức còn được tìm thấy trong Nhiếp Đại Thừa Luận, Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Thành Duy Thức Luận và Du Già Sư Địa Luận. Trong Thành Duy Thức Luận, quyển 3 giải thích thức A Đà Na có 3 công năng như sau. 1. Giữ gìn, chấp trì chủng tử các pháp. Các pháp nói ở đây là chỉ cho các pháp hữu vi, đó là hữu lậu hữu vi,
tức là các pháp tạp nhiễm thuộc về chúng sanh, và vô lậu hữu vi, tức là các pháp thanh tịnh thuộc về thánh hiền. Tuy nhiên, chủng tử chỉ có công năng tiềm tàng, tức là ẩn núp, mà không khởi hiện. Nếu không có một cái gì để chứa giữ, thì chủng tử của các pháp phải bị tản mất. Nếu chủng tử các pháp bị tản mất, thì các pháp hiện hành ở thế gian và xuất thế gian cũng chẳng còn. Do đó, phải có thức A Đà Na, tánh vô phú vô ký, nhất loại sinh diệt tương tục mới có thể duy trì chứa giữ chủng tử của các pháp. 2. Giữ chịu, chấp thọ sắc căn và thế giới. Đây là muốn chỉ cho cái công năng giữ gìn báo thân của chúng sinh hữu tình được tương tồn tại trong một thời kỳ không tan hoại. 3. Giữ lấy, chấp thủ việc kết nối đời sau, tức là kiết sanh tương tục, là do ba pháp phiền não, nghiệp và sanh. Con người vì sống trong vô minh phiền não nên tạo ra nghiệp mà phải kết nối đời sau để thọ khổ. Chữ kiết sanh có nghĩa là thọ sanh, tức là bắt đầu từ khi kết thai cho đến lúc sanh ra vậy. Tiến trình kết nối đời sau bắt đầu từ thân đang sống đến thân đang chết, rồi từ thân đang chết đến thân trung ấm. Thân trung ấm tức thân mới chết chưa đầu thai. Và sau cùng, từ thân trung ấm đến thân đời sau. Nếu các thân được tương tục không gián đoạn như thế, ắt phải có một cái gì thường lưu hành và giữ gìn, tức là chấp thủ. Cái đó chính là thức A Đà Na. Thật vậy, nếu không có thức thứ 8 này để nắm giữ việc kết nối đời sau, thì khi một người chết rồi phải mất luôn, không còn tái sinh được nữa. Như thế thành ra bị rơi vào thuyết đoạn diệt của ngoại đạo rồi. Đây là câu trả lời cho vua Ba Tư Nặc về thuyết đoạn diệt của bọn ngoại đạo Ca Chiên Viên. Thêm nữa, tất cả những chủng tử tốt xấu đều được gieo vào mảnh đất A Lại Gia trong trạng thái tiềm ẩn. Các chủng tử này được huân tập, chuyển biến, tương sanh, tương duyên, tương diệt liên tục. Tất cả những sự chuyển biến này xảy ra liên tục và tức thời, chớp nhoáng và liên tiếp. Cái này diệt thì cái kia sinh, tương tức tương tục liên miên bất tận, nên được gọi là sát na sinh diệt. Sát na sinh diệt có thể được ví như những khối nước liên tục chuyển động, chảy trong dòng thác lũ. Khối nước trước đổ qua thì có khối nước khác đổ tới, tiếp nối liên tục không ngừng nghỉ, và dĩ nhiên dòng nước cũ không thể chảy trở lại nơi mà nó đã chảy qua. Sự sinh diệt triền miên đó cũng có thể ví như những đợt sóng dạt dào trên biển cả. Đợt sóng này đẩy đợt sóng kia, đợt sóng mới đẩy đợt sóng cũ. Bởi có gió vọng tưởng thổi sóng dạt dào trên biển cả, làm các ngọn sóng liên tiếp nhồi lên lặn xuống không ngừng nghỉ, cho nên ngọn sóng này diệt thì ngọn sóng mới khởi sanh. Khi chúng sinh biết tu tập, làm cho tâm được thanh tịnh, thì các chủng tử vô lậu được huân tập, tăng trưởng và phát sinh ra hiện hành. Các hiện hành này được huân tập trở lại vào thức A Lại Gia thành các chủng tử vô lậu mới. Tùy theo tánh chất của các chủng tử vô lậu mới này mà chủng tử hữu lậu tiềm ẩn sẵn có trong thức đã bị suy thoái và tiêu diệt, hoặc các chủng tử vô lậu sẵn có ở trong đó được tăng trưởng và phát sinh thêm. Nếu chúng sinh trì công tu tập, có nghĩa là tiếp tục huân tập các chủng tử vô lậu thanh tịnh, đến khi tất cả các chủng tử và hiện hành hữu lậu hoàn toàn bị tiêu diệt, thì lúc đó họ sẽ chứng đắc được quả vị A-la-hán trong hàng thanh văn
hay là Bát Địa Bồ Tát của Đại Thừa. Đến đây thì các hàng thức chỉ chứa toàn các chủng tử vô lậu, các hạt giống hữu lậu của phiền não, nghiệp báo luân hồi sinh tử không còn nữa, và A Lại Gia thức bây giờ chuyển thành vô cấu thức. Vô cấu thức cũng còn cái tên khác là Imala thức, bạch tịnh thức, thanh tịnh thức, chân như thức, Như Lai tạng thức hay thức thứ 9. Tuy có rất nhiều tên như thế nhưng chúng quy cũng chỉ có một ý nghĩa thanh tịnh. Khi chúng sinh đạt đến quả vị A-la-hán hay Bát Địa Bồ-Tát thì các chủng tử hữu lậu làm chướng ngại chân tâm sẽ bị hủy diệt. Nhưng thật ra vẫn còn những chủng tử hữu lậu vi tế nằm tiềm ẩn trong thức thứ 8 này. Chỉ khi nào các vị A-la-hán hay Bát Địa Bồ-Tát tiếp tục tiến tu pháp tối thắng vô phân biệt trí, được gọi là thắng pháp không quán, để vượt qua khỏi bậc Bồ Tát thập địa mà đến bậc đẳng giác và khởi kim cang dự định mà đạt tới Phật quả, thì thức thứ 8 này mới xóa tan hoàn toàn tất cả vô lậu thậm thâm vi tế và chuyển thành đại viên cảnh trí. Khi đó, các chủng tử vô lậu, cấu nhiễm đã hết, thức này chuyển thành trí thanh tịnh, chiếu khắp mười phương các cõi nhiều như vi trần nên gọi là đại viên cảnh trí. Đây chính là cái thể thanh tịnh của chân tâm, cũng như mặt gương sáng chiếu soi tất cả vạn pháp một cách chân thật mà nhà Phật gọi là như thị bất khả tư nghì. Thêm nữa, Như Lai tạng còn được gọi là Như Lai chủng tánh, tức là pháp tánh, là chân như, là Phật tánh. Tạng là cái kho để chứa tất cả những chủng tử, tức là hạt giống của vạn pháp, và từ những chủng tử này mới sinh khởi ra bốn khoa: ngũ uẩn, lục thập, 12 xứ và 18 giới. Và cũng là cái bọc chứa để giấu kín, che phủ phiền não mê lầm, và cũng giấu kín, che phủ Phật tánh, là cái mầm giác ngộ vốn có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh. Tạng cũng là chất chứa, cho nên Như Lai tạng là chất chứa mọi công đức quyền năng của Như Lai, là tất cả pháp do Phật giảng giải kết hợp lại thành Như Lai tạng. Vì thế mà Như Lai tạng cũng là thức thứ 8, tức là A Lại Gia thức. Đứng về mặt ô nhiễm, Như Lai tạng là tượng trưng cho thế giới luân hồi sinh diệt. Còn dựa theo phía thanh tịnh, Như Lai tạng là biểu hiện cho Niết Bàn giải thoát. Trong khởi tính luận, Như Lai tạng được gọi là Pháp Giới Đại Tổng Tướng, nghĩa là nhiếp thâu các pháp của toàn bộ pháp giới, gồm có nhiễm và tịnh. Tịnh là chân như, nhiễm là vô minh, nhưng chân như và vô minh kết thành một khối bất khả phân ly trong tâm của chúng sinh. Do đó, nếu chúng sinh biết tháo gỡ tất cả những sở tri chướng và phiền não chướng, thì sẽ có Niết Bàn an lạc. Ngược lại, nếu chúng sinh chạy theo tham đắm dục tình, thì dĩ nhiên phải chịu sinh tử trầm luân. Thêm nữa, đứng về mặt tuyệt đối, Như Lai tạng là chân như, là cái tâm bất sinh bất diệt. Tâm ấy là tâm nhất thể và nhiếp thâu tất cả pháp thế gian cũng như xuất thế gian. Còn về mặt tương đối, Như Lai tạng gồm có tự thể là tương đồng với bản thể, tự tướng là cái tướng của tự thể, và tự dụng là công năng sinh ra nhân quả lành thế gian và xuất thế gian. Khi nói tâm động, thì đây là chúng ta muốn nói đến tướng động, tức là Như Lai tạng động. Nhưng tự thể của tâm thì không động. Thí dụ, vì có gió phiền não vô minh,
làm cho nước biển, tức là tánh giác, nổi sóng, tức là tâm thức. Thế thì sóng và gió đều động và không rời nhau, như tánh nước không động khi gió hết sóng lặng. Do đó, nếu tướng của nước động nên mới có sóng lớn, sóng nhỏ nhấp nhô, còn tướng của tâm thức là như lai tạng thì cũng thế. Nếu tướng của tâm động thì sóng thức giấy khởi, đợt này tan, đợt khác đến liên tiếp mãi không ngừng, nên có tâm sinh diệt, tức tàn thức. Chính cái tàn thức A Lại Gia Thức này sinh ra sinh diệt tâm, và cũng từ A Lại Gia Thức này hiển lộ chân như tâm, tức như lai tạng. Khái quát về A Lại Gia Thức. 1. Dẫn nhập. Một người được ghi nhận là bình thường khi người đó đầy đủ các căn và tinh thần lành lặn. Thể xác và phần vật chất chúng ta có thể trông thấy và sờ nó được, nhưng tinh thần là phần vô hình, không ai thấy nó được. Tuy vô hình nhưng nếu không có nó thì có người sống cũng bằng như chết. Phần tinh thần đó là tâm, là cái biết của con người, trong kinh gọi là thức. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì hệ thống tâm lý con người có 6 thức. Khi giác quan thuộc phần thân thể gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với đối tượng bên ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, thì có 6 cái biết, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Khi Phật giáo Đại Thừa xuất hiện, ngoài 6 thức trên, người ta còn thêm thức thứ 7 là Mạt Na thức và thức thứ 8 là A Lại Gia. Các nhà nghiên cứu Phật học cho rằng A Lại Gia thức là một khái niệm quan trọng của Duy Thức Tông. Trước khi tìm hiểu A Lại Gia thức có công năng như thế nào đối với đời sống của con người, chúng ta cùng lướt qua vài nét về Duy Thức, để xem từ đâu mà có khái niệm A Lại Gia thức này. Vài nét về Duy Thức Tông. Duy Thức Tông là một trường phái Phật giáo Đại Thừa. Phái này có nhiều tên gọi, như phổ thông nhất là Duy Thức và Du Già Hành. Gọi là Duy Thức vì trên phương diện lý thuyết, trường phái này chủ trương tất cả những gì chúng ta nhận thức trong tâm chỉ là hình tượng của thế giới bên ngoài, được phản chiếu lên tâm của chúng ta do thức biến hiện. Ngoài 6 thức quen thuộc mà Phật giáo Nguyên Thủy nói đến, Duy Thức phái thường xướng thêm 2 loại thức vi tế hơn, tạo thành hệ thống 8 thức. Trong đó, 5 thức đầu xuất phát từ 5 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, được xếp là tiền ngũ thức. Ý thức là thức thứ 6. Đối tượng của ý thức là các pháp bao gồm tất cả mọi hiện tượng của thế gian, kể cả những gì xảy ra trong tâm thức của chúng sinh. Thức thứ 7 là Mạt Na. Mạt Na là căn cứ phát sanh ý thức, nên gọi là ý căn. Và sau cùng là thức thứ 8, là thức căn bản hay nền tảng, vì nó chứa tất cả 7 thức trên, gọi là A Lại Gia thức. Trên phương diện pháp hành, trường phái này có tên khác là Du Già Hành. Theo nghĩa chiết tự là sự thực hành, sự thực tập. Du Già Hành đặt trọng tâm ở sự thực hành thiền với mục tiêu đạt được sự giải thoát tối hậu. Theo Phật sử, hai anh em Tôn Giả, Vô Trước và Thế Thân được xem là đồng khai sáng tông Duy Thức. Tuy nhiên, xét về mặt tư tưởng thì những khái niệm liên hệ đến nền tảng của tám thức, lý duyên khởi, si mê vọng chấp, giác ngộ hay Duy Thức, thực sự đã lưu hành trong các bản kinh Giải Thâm Mật và Lăng Già từ khoảng 1.500 năm về trước. Hai vị Vô Trước và Thế Thân đã có công nghiên cứu, khai triển
và hệ thống các khái niệm này thành những tác phẩm giá trị và lấy đó làm nền tảng cho trường phái duy thức sau này. Tìm hiểu khái quát về A Lại Gia thức. A Lại Gia, âm tiếng Phạn Alaya, có nghĩa là cái kho chứa. Danh từ Hán Việt là tàn. Gọi là tàn vì A Lại Gia thức chứa tất cả những hành vi, ý nghĩ do chúng sanh gây ra từ thân, miệng, ý. Nó là một cái kho vô hình khổng lồ, dung chứa tất cả tác động thiện, ác, vui, buồn, hữu lậu hay vô lậu từ nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh, gọi chung là chủng tử. Các chủng tử cùng loại, cùng tính cách trong A Lại Gia thức sẽ tự thu hút nhau thành từng nhóm như chủng tử tham lam, trộm cắp, gom lại thành một nhóm, chủng tử ganh ghét, bất mãn, sân giận, quy tụ lại thành một nhóm. Tuy sắp xếp lại thành từng nhóm, nhưng chúng không hề nằm yên mà tác dụng lẫn nhau, sanh ra những hành động tạo chủng tử mới. Thí dụ các chủng tử vọng ngữ. Vọng ngữ là nói xấu hay hung dữ, tác động lẫn nhau khiến cho chúng sanh ngày càng hay nói xấu người khác nhiều hơn. Đó gọi là chủng tử sinh chủng tử. Nếu như một người lỡ lấy nhầm tiền bạc hay vật dụng của người khác, nhưng lại xem thường hay có hành động bố thí giúp đỡ người hoạn nạn nhiều hơn tiền bạc lỡ cầm nhầm, thì các chủng tử bố thí sẽ hóa giải phần nào chủng tử ăn cắp, làm cho chủng tử này yếu dần đi, tức là tương diệt. Như vậy, các chủng tử tuy ở dạng tiềm ẩn, nhưng chúng có tính cách tương duyên, tương sinh, tương diệt. Những chủng tử này chính là lậu hoặc còn gọi là nghiệp. Khi nó đủ mạnh, tức là chín mùi, chúng sẽ hiện hành thành sự kiện xảy ra trong thực tế. Đó là lúc nghiệp trổ ra trong thực tế. Do đó, chúng ta có thể hiểu nghiệp có hai loại: bất định nghiệp và định nghiệp. Bất định nghiệp là các chủng tử còn tiềm ẩn, có thể chuyển hóa được bằng cách tu tập. Còn định nghiệp không thể thay đổi vì chủng tử nghiệp đã chín mùi, đủ điều kiện, đến lúc phải hiện hành. Cho nên A Lại Gia thức cũng có tên khác là dị thục thức. Dị là khác biệt, thục là chín mùi. Dị thục có ba ý nghĩa. 1. Dị thời nhi thục. Chủng tử nghiệp không hiện hành liền mà phải trải qua một thời gian chủng tử nghiệp chín mùi mới trổ quả. 2. Dị loại nhi thục. Khi nghiệp chín mùi, lúc hiện hành thì chuyển sang loại khác. Thí dụ như chủng tử ăn cắp tiền bạc của người khác, khi chín mùi sẽ trổ nghiệp. Khi nghiệp trổ thì người này cũng bị thất thoát tiền bạc của cải, nhưng không phải do người bị cắp trước kia lấy lại mà do chính mình làm mình thất bại, do mất tiền hay làm ăn thất bại, tiền bạc nhà cửa tiêu tan hay con cái tiêu xài hoang phá. Đó là quả trổ khác loại, dị loại khi nghiệp chín mùi. 3. Biến dị nhi thục. Nghiệp đủ điều kiện hiện hành nhưng biến đổi. Thí dụ như mình vô ý hay cố tình giết hại chim, gà, vịt, côn trùng. Khi nghiệp trổ, không phải những con vật bị mình giết quay lại giết hại mình, mà khi quả báo trổ, thân mang nhiều bệnh tật, trị hoài không hết, người ta gọi đó là bệnh nghiệp. Tóm lại, A Lại Gia thức là một dòng tâm thức biến đổi không ngừng. Tất cả những hành vi, lời nói, vọng tưởng sanh khởi trong A Lại Gia thức sẽ kéo theo nhiều vi tế tưởng cùng phát sanh. Các pháp này luôn luôn ở trong hai trạng thái, hoặc là hiện hành, tức thế giới hiện tượng, hoặc là trạng thái tiềm ẩn, gọi là chủng tử hay hạt giống, hạt mầm. Những hạt giống tốt xấu này liên tục tương sanh, tương diệt, cho đến khi đầy đủ nhân duyên sẽ trổ quả, tác động vào đời sống của chúng sanh,
gọi là hiện hành. Tùy theo hạt giống của nghiệp lực thiện hay nhiều hay ác nhiều trong A Lại Gia thức của mỗi chúng sanh mà sau khi thân hoại mạng chung sẽ thọ sanh vào cảnh giới tương ưng trong sáu cõi. Khi con người chấm dứt mạng sống, sáu tâm vương đầu sẽ ngưng hoạt động, nghĩa là chết trước. Tâm vương thứ 8 là A Lại Gia thức sẽ thoát khỏi ra thân xác người chết sau cùng. Mạt Na thức là thức thứ 7 luôn xem các chủng tử trong A Lại Gia thức như là của chính mình. Vì đặc tính chấp ngã này nên nó bám theo A Lại Gia thức đi tái sinh cùng một lúc. Vì khái niệm A Lại Gia thức và Mạt Na thức xuất ra khỏi thân người chết sau cùng, nên nhiều gia đình có người thân qua đời thường được khuyên không nên đụng chạm vào thân thể để không làm phiền người chết trong thời gian mới lâm chung, vì sợ rằng A Lại Gia thức và Mạt Na thức vẫn còn, có nghĩa là người này chưa hoàn toàn chết. Công năng của A Lại Gia thức. 1. Năng tàng, tức kho chứa. A Lại Gia thức có công năng chứa đựng, duy trì và bảo tồn tất cả những gì chứa trong nó, bất kể pháp hữu lậu, bao gồm các pháp tạp nhiễm, tốt có, xấu có, lành, ác đều có, do chúng sanh đã làm, có kinh nghiệm, có nhận thức về những hành vi, những suy nghĩ, hay các pháp vô lậu là các pháp thanh tịnh thuộc về thánh hiền. Nhờ có khả năng này mà các pháp đã lập không bao giờ bị tiêu mất, nó vẫn luôn tồn tại trong trạng thái chủng tử, hoặc ở trong trạng thái hiện hành. Nhìn chung thì A Lại Gia thức chính là bản thân của nghiệp. Nghiệp là do chúng sanh tạo ra qua thân, khẩu, ý. Nghiệp được phân loại, cất giữ trong A Lại Gia thức không bao giờ mất. Nó luôn tồn tại và chờ điều kiện thuận tiện sẽ hiện thành thành quả báo. Quả báo như thế nào là do giá trị nặng nhẹ, thiện hay ác của con người gây ra. 2. Sở tàng, đối tượng của năng tàng. A Lại Gia thức không phải chỉ là kho tàng chứa các hạt giống gọi là năng tàng như trên, mà nó cũng chính là những hạt giống chứa trong tàng thức gọi là sở tàng. Cho nên tàng thức ở đây vừa là chủ thể, là kho chứa, vừa là những hạt giống chứa trong kho. Công năng của chủ thể hay đối tượng luôn linh động biến chuyển. Các chủng tử trong tàng thức khi chín mùi sẽ trở thành sự kiện hiện hành. Các hiện hành, tức là nghiệp chỗ này, sanh ra những tư tưởng, hành động mới. Các tín hiệu mới rơi trở lại vào tàng thức thành chủng tử mới. Sự hoạt động này hoàn toàn trong vô thức, ý thức của chúng ta không can thiệp được. 3. Ngã ái chấp tàng. A Lại Gia thức là cái nôi, là nơi phát sinh ra Mạt Na thức, là ông chủ của Mạt Na. Nhưng Mạt Na lại nắm lấy ông chủ, xem hiện thân ông chủ và toàn bộ các chủng tử trong A Lại Gia thức chính là nó, là của nó, thuộc về nó, nên nó yêu thương và bảo vệ. Do vậy mà tàng thức trở thành đối tượng chấp ngã của thức Mạt Na. Vì sự liên hệ này nên tàng thức bị gọi là ngã ái chấp tàng. 4. Công năng biến hiện. Biến hiện là công năng quan trọng của A Lại Gia thức. Đó là khả năng làm biến chuyển các chủng tử của các pháp, làm cho chúng chín mùi, chờ có điều kiện thuận tiện là phát hiện thành hiện tượng, tức hiện hành. Trong thời gian này, các chủng tử ở trong trạng thái tiềm ẩn, vẫn không ngừng chuyển biến theo định luật nghiệp báo. Nếu chúng được tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển bằng cách gia tăng thêm các chủng tử cùng loại mới, thì khi đủ sức mạnh, tức đủ duyên, các chủng tử tiềm ẩn này sẽ hiện hành. Nếu các chủng tử này không được nuôi dưỡng,
thì sẽ bị yếu đi, khó hiện hành. Hoặc có thể bị đồng hóa bởi các chủng tử khác mạnh hơn, để cuối cùng bị tiêu diệt mất không còn hiện hành nữa. Bàn về con người thì sự sinh diệt của một đời người chỉ là sự thay đổi trong quá trình biến chuyển của cả dòng sống. Khi con người chết đi, những chủng nghiệp dung chứa trong A Lại Gia Thức vẫn tương tục biến chuyển, và từ trong dạng tiềm ẩn, chúng sẽ hiện thành một sinh dạng mới, trong một môi trường sống mới, tùy theo bản chất và giá trị của tổng thể nghiệp lực. Về phương diện này, A Lại Gia Thức được xem là thức tái sinh. Nó mang theo tất cả hạt giống nghiệp và tạo nên mối liên kết giữa đời sống này với đời sống kế tiếp. Lưu ý một điểm quan trọng là theo học thuyết nhân quả nghiệp báo, con người sau khi chết không phải là chấm dứt mà tái sinh vào một trong sáu cõi tùy theo nghiệp lực của mỗi chúng sanh đã tạo ra. Vấn đề này chỉ các bậc giác ngộ đắc thiên nhãn minh như Đức Phật Thích Ca mới có thể nhìn xuyên thấu chúng sinh tái sanh vào cõi nào sau khi chết. Phàm nhân chúng ta thì không thể nào biết rõ được. 5. Vô thủy vô chung. A Lại Gia Thức đã có trước khi chúng ta sanh ra đời. Khi chúng sanh đó đã chết rồi, nó vẫn không biến mất. Và cứ thế, A Lại Gia Thức của mỗi con người có mặt từ đời này sang đời khác, trải qua trăm ngàn muôn kiếp đời sống, cá nhân đó vẫn tiếp nối. Nhưng chưa ai xác định A Lại Gia Thức xuất hiện vào lúc nào và chấm dứt khi nào trên dòng sống của con người. Nên nói A Lại Gia Thức không những vô thủy mà cũng vô chung. Bạch tịnh thức. Trong đời sống hàng ngày, nếu chúng sanh biết tu tập thì dần dần sở tàng của A Lại Gia Thức sẽ hoàn toàn là những chủng tử thiện lành, nghĩa là tiền ngũ thức, năm giác quan. Năm giác quan này thường xuyên tiếp xúc với chân lý của Phật dạy. Việc học hỏi Pháp và thực hành Pháp sẽ tác động vào A Lại Gia Thức hiện hành ra những ngôn ngữ và hành động thanh tịnh trang nghiêm mới. Các hiện hành này được huân tập trở vào A Lại Gia Thức thành ra các chủng tử trí huệ. Nếu chúng sanh trì công tu tập, nghĩa là tiếp tục huân tập chủng tử vô lậu thanh tịnh tràn ngập vào tàng thức, cô lập các chủng tử hữu lậu nhiễm ô phiền não, nghiệp báo luân hồi, khiến chúng không còn nữa, thì bấy giờ A Lại Gia Thức xem như hoàn toàn trong sạch, được gọi là vô cấu thức, còn có tên là bạch tịnh thức hay thanh tịnh thức, chân như thức, Như Lai thức. Khi chúng sanh đạt quả vị A-la-hán thì các chủng tử hữu lậu bị hủy diệt, nhưng thật ra vẫn còn chủng tử vi tế nằm tiềm ẩn trong thức thứ 8 này. Chỉ khi nào các vị A-la-hán tiếp tục tiến tu pháp tối thắng, vô phân biệt trí, đạt tới quả Phật thì thức A Lại Gia chuyển hóa thành thức cực kỳ thanh tịnh gọi là Đại Viên Cảnh Trí. Kết luận, bài viết này chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu giải tỏa thắc mắc của một số Phật tử hay thiền sinh hữu duyên muốn hiểu biết khái quát về A Lại Gia Thức. Người soạn bài này không chủ ý đi sâu vào việc nghiên cứu chi tiết về học thuyết duy thức. Vì vậy, xin tạm ngưng phần chia sẻ để tiến đến phần kết luận như sau. Qua phần tìm hiểu khái quát về A Lại Gia Thức trên, chúng ta có thể hiểu A Lại Gia Thức chính là thức sanh ra tâm sinh diệt, là vọng tâm. Cũng chính A Lại Gia Thức này hiển lộ tâm thanh tịnh, là chân tâm. Cả hai mặt nhiễm và tịnh luôn tiềm ẩn trong tâm của chúng sanh. Nếu chúng sanh biết tu tập, sống trong chánh niệm tỉnh giác thì sẽ có cuộc sống an lạc.
Ngược lại, nếu chúng sanh mãi chìm đắm trong tài sắc danh thực thùy, đương nhiên phải chịu cảnh luân hồi sanh tử, vay trả trả vay. Đời sống của mỗi con người như một dòng sông, chiều dài sông thì có khúc trong khúc đục, cạn sâu êm ả bộc lu. Dòng sống của con người cũng trải qua nhiều giai đoạn như vậy, khi vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, bệnh hoạn, đau khổ, chán nản. Những sự kiện đó xảy ra trong nhà Phật lý giải không phải tự nhiên mà có. Đó là do con người thừa tự những gì người đó gây ra trong quá khứ, và những gì con người tạo ra bây giờ sẽ là nguyên nhân quả báo xảy ra cho người đó trong tương lai. Tất cả những hành vi có tính xấu ác và tất cả những hành vi có tính giúp người và học hỏi, khai mở trí huệ tâm linh đều được cất giữ trong tàng thức. Khi đủ duyên thì những ô uế phẩm hay thanh tịnh phẩm do con người tạo ra sẽ hiện hành khiến người đó thừa hưởng quả lành hay chịu quả dữ ở đời này hay nhiều đời sau. Học thuyết nhân quả trong nhà Phật dạy rằng không ai trốn tránh được nghiệp mình đã tạo. Nghiệp theo con người từ đời này sang đời khác, cứ thế nó tương sanh tương diệt, rồi lại tương sanh và tiếp diễn mãi mãi không ngừng. Chính vì thế, con người cứ lẫn quẩn trong luân hồi sanh tử chịu khổ. Được sanh làm người là một phước báo lớn vì không đọa vào ba đường dữ. Đành rằng như thế, nhưng con người sanh ra đời không ai giống ai. Có người xinh đẹp, hưởng phước báo thông minh giàu có, nhưng cũng có người sanh ra đã chịu nhiều thiệt thòi về thể xác hay tinh thần. Hoặc cuộc đời đang tràn ngập vui vẻ hạnh phúc, bỗng dưng tai nạn ập xuống không kịp trở tay, thì nên biết đó là kết quả của nghiệp do chính mình gây ra. Cho nên, những ai sanh ra đời sống được an vui trong điều kiện tốt đẹp hơn người thì đừng quá tự đắc, quá đam mê hưởng thụ. Bởi vì trong lúc say mê hưởng thụ, lòng dục khiến con người trở nên kiêu căng ngạo mạn, dễ tạo ra nhiều ác nghiệp. Khi phước hết rồi thì nghiệp xấu còn ẩn chứa trong tàng thức đủ sức mạnh bùng lên trổ quả. Do đó, chúng ta cần có thái độ sống tốt lành hơn trong đời sống hiện tại, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Theo lời Phật dạy, căn bản là không làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là cách giữ gìn cho ba nghiệp thân, khẩu, ý được thanh tịnh, để hóa giải những chủng tử xấu đang tiềm ẩn trong tàng thức, không cho nó có đủ điều kiện để hiện hành. Tiến thêm bước nữa là tu tập theo hạnh các bậc thánh giả, ly dục, ly bất thiện pháp, thiền định, thiền quán, phát huy trí tuệ tâm linh. Đến khi có công phu, tất cả các chủng tử nhị nguyên hoàn toàn triệt tiêu, chỉ còn dòng nhận thức không lời trong sáng, thì A Lại Gia thức chuyển thành bạch tịnh thức, người đó sẽ đạt được mục tiêu giác ngộ giải thoát. Khải toàn cúng dường quý Phật tử, những vị thiện tri thức, bài pháp của vị ni sư Thích Nữ Như Hằng. Có điều gì thiếu sót, xin chư vị mở lòng hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.